Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vùng Tây Nhân Ái nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thông tin về hoạt động thiện nguyện và những tấm lòng vàng đã kết nối với chuyên mục Vùng Tây Nhân Ái để giúp đỡ những phần đời hoạn nạn trong tuần qua, những tia hy vọng được thắp lên cho biết bao em nhỏ mắc bệnh tim từ những chương trình thiện nguyện sẽ là những tia sáng ấm áp dành cho bệnh nhân nghèo mà chuyên mục Vùng Tây Nhân Ái gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, em Bon Dong Ca Ngọc Yến ở thôn 1 xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà là một trong những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Suốt 4 năm qua là 4 năm trời, gia đình em Bon Dong Ca Ngọc Yến xoay sở trong bế tắc, ước ao kéo dài cho em có thêm cơ hội được có trái tim lành lặn, cơ hội được sống trong gia cảnh nghèo túng. Và phép màu có thực đã đến với trái tim bé nhỏ non nớt tật nguyền của Ngọc Yến. Mỗi buổi sáng, thay vì đến trường để học tập, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh cùng với thầy cô và bạn bè như bao bạn nhỏ khác, cô bé Bon Dong Ca Ngọc Yến, 4 tuổi, ngồi tại thôn 1, xã Đà Đờn, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, lại phải ở nhà làm bạn với những con thú bông và chiếc xe đạp nhỏ này. Ước mơ được đến trường với Ngọc Yến là một điều gì đó quá xa vời, không chỉ với em mà là với cả gia đình. Anh rơ ông Hà Tuyên, ba của Ngọc Yến, nhớ như in cái ngày em bị viêm phổi phải nhập viện. Và cũng chính từ lần đó, Ngọc Yến được bác sĩ chẩn đoán nhịp đập của trái tim em không như báo trái tim bình thường khác. Trên Đà Lạt cũng nói là trái tim bẩm sinh, xong rồi báo xuống dưới Sài Gòn. Rồi cũng làm dưới xong rồi xuống luôn. Xuống 5-6 lần rồi. Bé bây giờ thì nó cũng thích đi học mẫu giáo lắm, nhưng mà tại mấy nhà trường với lại mấy người sơ không tiếp nhận á, tại bị ngất người ta sợ. Chuỗi ngày dài sau đó của đứa bé 5 tháng tuổi và cặp vợ chồng trẻ phải mưu sinh chạy vay khắp nơi để kiếm tiền chữa trị cho con. Có lúc tưởng chừng phải dừng lại bởi chi phí khám và mổ tim cho bé Yến không phải là một con số nhỏ. Nhưng với tình thương vô bờ bến, hai vợ chồng rơ ông Hà Tuyên lại tiếp tục cần mẫn cày cuốc, những mong kéo dài được tiếng cười và niềm vui cho con. Những hôm khỏe mạnh, Ngọc Yến ở nhà chơi cùng em trai và người bà, để ba mẹ đi làm. Hôm nào có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, người tím tái lại, thì chỉ mình ba ra đồng, mẹ phải ở nhà để theo dõi sức khỏe cho em. Cứ vậy mà ba sào cà phê và hai sào lúa của gia đình mãi chẳng tươi tốt, thu hoạch chẳng đủ để trang trải cho cuộc sống. Vườn thì có một ít, về lại một năm kinh tế phải đến mùa, nói chung là một tấn hoặc một tấn tư là cùng. Về lại có người thuê làm mướn thì đi. Khi cuộc sống trở nên bế tắc, con người ta chỉ biết trông chờ vào điều kỳ diệu. Ấy là ngày Bon Dong Ca Ngọc Yến được đến khám tim sàng lọc tại địa phương do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn y bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức tổ chức. Sau khi khám tầm soát, đã có 29 trường hợp được Hội Bảo trợ Lâm Đồng làm hồ sơ để chương trình Nhịp tim Việt Nam, quỹ tài trợ Vina Capital Foundation tài trợ chi phí phẫu thuật. Và Bon Dong Ca Ngọc Yến may mắn là một trong 29 trường hợp đó. Nếu mà gia đình được hỗ trợ, bé được khỏe, em phải cho bé đi học nữa. Xong với lại để em được an tâm, ổn định đi làm thêm chỗ này chỗ khác nữa thì phải làm cho gia đình. Niềm vui đã đến trên xóm nhỏ của Bon Dong Ca Ngọc Yến. Vẫn biết hành trình tìm lại trái tim lành lặn cho Ngọc Yến vẫn còn dài lắm. Nhưng khi tình yêu lan tỏa, khi trái tim được sưởi ấm, Bon Dong Ca Ngọc Yến sẽ lại tìm được nhịp đập tim bình thường để thỏa ước mơ được vui chơi, được đến trường như bao bạn nhỏ khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 6 hàng năm, Ngày Thế giới Tôn Vinh Người Hiến Máu. Vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng,
Ngày hội tôn vinh những người hiến máu đã được diễn ra trang trọng ý nghĩa. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến máu. Họ là những người bình thường, nhưng đối với người bệnh, họ là những người anh hùng. Họ đã hiến tặng cho người bệnh, cho cuộc sống hai món quà vô giá, đó là máu và thời gian dành để đi hiến máu. Chính nhờ những nghĩa cử này mà hàng năm tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, có hàng trăm triệu lượt người được cứu sống nhờ có máu để truyền. Chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng đã được phát động ngay tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu ngày 14 tháng 6 vừa qua tại huyện Cát Tiên. 10 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã được tôn vinh. Với tấm lòng và tinh thần thiện nguyện, họ là những tập thể và cá nhân đã có những đóng góp hết sức cao quý, trao đi sự sống cho người bệnh và làm dày thêm những hoạt động nghĩa tình trong phong trào hiến máu tại địa phương. Tôi cũng có một cái sự quyết tâm, cũng vận động gia đình, rồi anh em bạn bè cùng cơ quan cũng như là những người thân để tham gia hiến máu. Thì trong suốt từ năm 2012 cho tới bây giờ là tôi đã hiến 18 lần. Ngay tại buổi lễ, hơn 300 cán bộ hội viên, tình nguyện viên trong tỉnh đã tham gia hiến máu. Năm nay, mục tiêu được đặt ra trong chiến dịch Những Giọt Máu Hồng là vận động 8.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận trên 5.600 đơn vị máu, đã ứng đủ nhu cầu máu cho cấp cứu điều trị người bệnh tại địa phương và hỗ trợ máu cho các bệnh viện tuyến trung ương. Phong trào này nó được lan tỏa đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là đã tổ chức được những cái cụm hiến máu liên xã và thậm chí đến tận các cái xã vùng sâu, vùng xa. Cũng trong lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2019 tại huyện Cát Tiên, đông đảo cán bộ nhân dân địa phương đã tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện với 290 đơn vị máu đã được hiến để cứu người. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, chuyên mục Vùng Tây Nhân Ái và hộp thư bạn nghe đài tiếp tục kết nối và nhận được sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái gần xa dành cho các gia đình bệnh nhân nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Sau đây là danh sách các tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ chương trình Vùng Tây Nhân Ái từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6, 2019. Chị Trương Thị Tuyến ở nhà nghỉ Bảo Khang số 79 Bùi Thị Xuân, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Võ Thị Mộng Thúy ở 21 trên 19 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Niệm Khuê ở 52 Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bà Ngoại ở phường 9, thành phố Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Phật tử tịnh độ Chùa Linh Sơn ở phường 2, thành phố Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm ở 14 Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình bác Võ Hưng ở 51 Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Dì Tôn Nữ Thị Trần ở 43 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Bác Cao Niên ở số 9 Hoàng Diệu, phường Nam Đà Lạt, ủng hộ bà Lệ Trầm Hành Đà Lạt và ông Quynh ở Đam Rông 1 triệu đồng. Gia đình anh Toàn ở 20A Phù Động Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Chị Thúy Anh, nhà thuốc Nhân Hòa, chợ Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Lưu Thị Giỏi, số 2 Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Tiệm cơm Ngọc Châu ở số 2 khu Hòa Bình, Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Khánh Mỹ ở Trầm Hành, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Cháu Lê Trọng Phúc ở Trầm Hành, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Xuân Hương ở Trầm Hành, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thơ ở Phát Chi, Trầm Hành, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Huỳnh Thị Ngọc Hà ở Phát Chi, Trầm Hành, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Châu Thị Chánh ở Trầm Hành, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh ở Trầm Hành, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Sơn ở Trầm Hành, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Mai Duy Châu ở 840 thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc ủng hộ hai cháu mồ côi ở phường 10, thành phố Đà Lạt, 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai ở 18 trên 3 Hoàng Diệu, phường Nam Đà Lạt, ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền ở phường 2, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu 500.000 đồng.
chị Nguyễn Thị Sen ở 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, ủng hộ hai cháu mồ côi ở phường 10, thành phố Đà Lạt 500.000 đồng. Chị Thanh Trúc ở phường 10, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Bác Phan Thị Anh ở 24B/1 Hùng Vương, phường 10, Đà Lạt, ủng hộ 3 hoàn cảnh khó khăn, 600.000 đồng. Bác Lê Thị Thú ở 172 Tô Hiến Thành, phường 3, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Nga ở 43D An Dương Vương, phường 2, Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Em Trương Quang Hùng, cựu học sinh trường chuyên Thăng Long, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, danh sách thiện nguyện mỗi ngày nối dài thêm, nhiều số phận éo le sẽ có cơ hội được chia sớt những khó khăn trong mỗi bước đường cùng cực khi tai họa bệnh tật ập đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chào và hẹn gặp lại.